người hai lần chết của Ngũ Lang. Đây là một chuyện có thật được phanh phui từ những bí mật trong bi kịch của dân tộc Việt Nam thời cận đại, gọi là cuộc chiến tranh Việt Nam. Vì lý do riêng, một số tên nhân vật, một vài sự kiện nhỏ được thay đổi, nhưng những thay đổi trong chi tiết đó không làm mất đi tính chất xác thực của câu chuyện. Mùa hè năm 1972. Báo chí, các đài phát thanh trong nước Việt Nam và ngoại quốc loan tin cuộc đại tấn công mùa hè của quân đội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, gọi tắt là Bắc Việt, vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, gọi tắt là miền Nam. Qua cuộc tấn công này, có lẽ các lãnh tụ Bắc Việt muốn trắc nghiệm hiệu quả của chính sách Việt Nam hóa của Tổng thống Nixon. Bắc Việt còn nhằm mục tiêu khác là tìm lợi thế trên chiến trường để thâu lợi tối đa trên bàn hội nghị mà Bắc Việt và Mỹ đã mật đàm từ năm 1968. Quân Bắc Việt tấn công bằng 3 mũi dùi hướng vào 3 quân khu 1, 2, 3 của miền Nam. Đây là một trận tấn công đại quy mô bởi quân đội chính quy của một nước ngoài vào lãnh thổ miền Nam với tất cả vũ khí tấn công hiện đại như thiết giáp, pháo binh tầm xa, chỉ số có không quân. Lực lượng tấn công lớn hơn nhiều so với lực lượng tấn công Tết Mậu Thân. Trận tấn công này đã được trông đợi từ lâu bởi tình báo miền Nam cũng như các quan sát viên quốc tế. Từ khi Mỹ tỏ ý định dứt khoát rút lui khỏi cuộc chiến với Mỹ từ Việt Nam hóa chiến tranh đến năm 1972, quân lực Mỹ không còn tham dự các trận đánh bằng bộ binh, chỉ có không quân và hải quân còn tác chiến trên quy mô nhỏ. Đây là chiến trường quân khu 1. Chiến trường gần giống như một hình chữ nhật, bề dài độ 300 cây số từ Quảng Trị phía Bắc đến Quảng Ngãi phía Nam, bề ngang trung bình 40 cây số từ rặng Trường Sơn đến Biển Đông, đường tiếp tế chính là quốc lộ 1. Miền Nam, từ khởi đầu cuộc chiến năm 1960 đến khi Mỹ trực tiếp tham dự năm 1965, kéo dài cho đến năm 1972, lúc nào cũng bị đặt trong thế thủ với mục tiêu giữ đất, giữ dân toàn vẹn không cho Bắc Việt và công cụ của họ là mặt trận giải phóng miền Nam lấn đất giành dân. Để thi hành nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quân khu 1, quân đội miền Nam có quân đoàn 1 gồm 3 sư đoàn bộ binh đánh số 123 và một số chiến đoàn biệt động quân, một lữ đoàn thiết giáp cơ hữu của quân đoàn. Khi sự hăm dọa đại tấn công của Bắc Việt ngày càng rõ rệt, Trung ương đã tăng phái thêm sư đoàn tổng trừ bị thủy quân lục chiến cho quân đoàn. Lực lượng đó được bố trí như sau. Mạn Bắc, khu vực bị hăm dọa nặng nhất có sư đoàn 3 và sư đoàn thủy quân lục chiến tăng phái thêm biệt động quân và thiết giáp loại M41. Sư đoàn 3 Tân Lập do tướng Vũ Văn Giai chỉ huy trấn đóng các tiền đồn cho quân đội Mỹ chuyển lại để bảo vệ tỉnh Quảng Trị và Bắc quân khu. Sư đoàn này đa số là tân binh quân dịch, thêm một số đào binh quân phạm được ân xá từ Trung ương đưa ra cho đủ quân số. Đây là sư đoàn yếu nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chưa có kinh nghiệm tác chiến, nhưng lại được giao cho nhiệm vụ tại một khu vực có thể nóng bỏng nhất trên chiến trường miền Nam. Nếu quân Bắc Việt mở tấn công đại quy mô để xâm lăng miền Nam từ lãnh thổ Bắc Việt, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đặt tại Ái Tử, cạnh thị xã Quảng Trị, tại sườn Tây của quân khu và của Huế, có Sư đoàn 1 trấn đóng với nhiệm vụ bảo vệ Huế chống lại lực lượng Bắc Việt xuất phát từ thung lũng A Sao phía Tây đánh vào. Sư đoàn 1 được xem là sư đoàn thiện chiến nhất trong các sư đoàn bộ binh. Tư lệnh sư đoàn là tướng Phú, người thế cho thiếu tướng, sau này thăng trung tướng, Ngô Quan Trưởng, được điều về Nam làm tư lệnh quân khu 4. Bộ tư lệnh sư đoàn đóng ở Dạ Lê phía Nam Huế. Ở Mạn Nam, quân khu có sư đoàn 2 bộ binh với nhiệm vụ bảo vệ hai tỉnh Quảng Tính và Quảng Ngãi. Sư đoàn này có giá trị tác chiến trung bình do chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp làm tư lệnh đặt bộ chỉ huy tại Chu Lai. Cuộc chiến mùa hè năm 1972 là một cuộc chiến tranh với hình thức cổ điển do quân đội chính quy của một nước láng giềng chủ động tấn công vào lãnh thổ miền Nam, chứ không còn là cuộc chiến tranh du kích kéo dài hàng chục năm trước. Lực lượng tấn công hơn một quân đoàn đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Chu Huy Mân
đến năm 1972, quân đội Bắc Việt được Liên Xô và Trung Cộng viện trợ cho đủ loại vũ khí bộ binh tối tân, họ chỉ kém quân lực Việt Nam Cộng Hòa về không quân và hải quân. Về lục quân, Bắc Việt có hai loại vũ khí vượt trội hơn miền Nam là Đại Bác 122 ly của Liên Xô và Đại Bác 130 ly của Trung Cộng và chiến xa T-54 của Liên Xô. Tầm bắn tối đa của Đại Bác Bắc Việt là 28 cây số, so với Đại Bác bắn xa nhất của bộ binh miền Nam là pháo 155 ly bắn tối đa là 15 cây số. Chiến xa T-54 mạnh hơn chiến xa M-41 được Mỹ trang bị cho các thiết đoàn chiến xa miền Nam. Tuy nhiên, về mặt tác chiến phối hợp giữa bộ binh chiến xa và pháo binh, các sĩ quan Bắc Việt tỏ ra vụng về vì chưa hề có kinh nghiệm trong hình thức chiến đấu hiện đại này. Lực lượng tấn công chia làm hai mũi dùi, điểm và diện. Điểm nhắm mục tiêu tuyến phòng thủ Bắc Quảng Trị do hai sư đoàn bộ binh 304, 308 và 6 trung đoàn có mặt trận B5, gồm 1 trung đoàn đặc công, 3 trung đoàn bộ binh, 2 trung đoàn pháo và tất cả chiến xa độ 200 chiếc tấn công. Diện nhắm mục tiêu tuyến phòng thủ sườn Tây Huế do 1 sư đoàn bộ binh tấn công, sư đoàn 324 cộng thêm 2 trung đoàn bộ binh 5 và 6. Đây là lần xuất trận đầu tiên của chiến xa Bắc Việt. Tuy các sĩ quan Bắc Việt còn lúng túng bỡ ngỡ khi điều động tác chiến một số lớn chiến xa như vậy, nhưng sự xuất hiện chiến xa trước mắt các tân binh của sư đoàn 3 đã gây kinh hoàng cho những chàng bạch diện thư sinh tân binh. Quân Bắc Việt đã chọc thủng tương đối dễ dàng tuyến phòng thủ của sư đoàn. Đơn vị này bị tràn ngập về hỏa lực và quân số. Một số đơn vị đã trả ngũ bỏ chạy tán loạn, làm cho bộ tư lệnh sư đoàn gần như không còn chỉ huy được nữa. Sau khi mặt trận tan vỡ, quân Bắc Việt tiến chiếm tỉnh lỵ Quảng Trị với khí thế của một cơn bão táp. Quân lính miền Nam trả ngũ bỏ chạy về Huế bằng mọi phương tiện. Đôi chân, xe Honda, quân xa kể luôn thiết vận xa M113, lẫn trong đám tàn quân hỗn loạn là thường dân, giàu nghèo sang hèn chạy theo. Trên quốc lộ 1 phía Nam Quảng Trị, trên quãng đường sau này được thế giới biết đến với cái tên rùng rợn, Đại Lộ Kinh Hoàng. Một cuộc tàn sát tập thể xảy ra do pháo binh và súng cộng đồng của quân Bắc Việt trót vào đám quân dân hỗn độn chen chúc nhau trên đường. Thật là một kỳ công về giết chóc. Tình thế quân khu 1 như ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may là trong bầu không khí thua trận hỗn loạn đó, hai đơn vị của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã cắn răng chiến đấu không để cho quân Bắc Việt thừa thắng xông lên chiếm Huế. Sư đoàn thủy quân lục chiến bên cạnh sư đoàn 3 vẫn giữ vững hàng ngũ mặc dù bị áp lực nặng nề của địch quá đông được chiến xa yểm trợ. Đơn vị ưu tú này vừa đánh vừa lùi về hướng Nam, đến sông Mỹ Chánh ở giữa Quảng Trị và Huế, sư đoàn đã trụ lại được không để cho quân Bắc Việt tiến thêm. Ở sườn Tây của Huế, sư đoàn 1 sau khi mất một vài tiền đồn quan trọng cũng trụ lại được và ngăn quân Bắc Việt tràn xuống Huế. Đây là đại lược tình hình quân khu 1 sau khi Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân khu 4 được Tổng thống Thiệu gọi về Sài Gòn sáng sớm một ngày thượng tuần tháng 5, hình như hai ngày sau khi thất thủ Quảng Trị. Sau khi trở về bộ tư lệnh, ông ta cho biết được lệnh ra vùng 1 cấp tốc ngay buổi chiều hôm đó. Giờ khởi hành là 4 giờ chiều, phương tiện chuyên chở là một chiếc vận tải cơ phản lực nhỏ của quân đội Mỹ cho mượn. Người thay thế chức vụ tư lệnh quân đoàn 4 quân khu 4 là Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh. Không có lễ bàn giao giữa hai tư lệnh quân khu, một chuyện hết sức bất bình thường vì thời gian quá cấp bách. Trung tướng trưởng đem theo bộ tham mưu nhỏ gồm có chuẩn tướng Nguyễn Duy Hinh, tư lệnh phó quân khu, đại tá Lê Văn Thân, tư lệnh phó sư đoàn 7, đại tá Nghĩa, phụ tá đặc biệt tư lệnh quân khu, phụ trách phối hợp tình báo an ninh và chiến dịch Phụng Hoàng. Phi cơ đáp xuống sân bay Phú Bài, Huế, sau gần 2 giờ bay, một chiếc trực thăng đã bốc tất cả sĩ quan về bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn 1 trong thành nội. Đến 8 giờ tối, một lễ đơn sơ bàn giao chức vụ tư lệnh quân đoàn 1 và quân đoàn 1 diễn ra tại phòng hành quân bộ tư lệnh trước sự hiện diện của các sĩ quan cao cấp quân khu, viên tướng Mỹ cố vấn quân đoàn và bộ tham mưu nhỏ của tướng trưởng, tất cả độ 10 người.
một sĩ quan tổng quản trị đọc công điện của tổng thống chỉ định trung tướng Ngô Quang Trưởng thay thế trung tướng Hoàng Xuân Lãm làm tư lệnh quân khu quân đoàn 1. Hai vị tân cựu tư lệnh nói vài câu vắn tắt, thế là xong buổi lễ bàn giao. Tối đêm đó, sau bữa cơm, trung tướng trưởng cho lệnh miệng chuẩn tướng Hinh là tham mưu trưởng bộ tư lệnh tiền phương, thế cho đại tá Hoàng Mạnh Đáng trở về chức vụ tham mưu trưởng quân khu ở Đà Nẵng. Đại tá Thân làm phụ tá hành quân, đại tá Nghĩa là phụ tá đặc biệt, trung tá Đức làm chánh văn phòng tại quân khu 4, nay cũng đi theo và giữ chức vụ chánh văn phòng như cũ. Đại tá Nghĩa với tư cách phụ tá đặc biệt, phụ trách phối hợp hoạt động tất cả cơ quan tình báo và an ninh quân sự cũng như dân sự tại quân khu 1. Lần này đại tá Nghĩa không phụ trách chiến dịch Phụng Hoàng như ở quân khu 4, mà lãnh một nhiệm vụ mới. Chiến tranh ngoại lệ gồm một lô những chuyện lẩm cẩm như tổ chức đánh du kích sau hậu tuyến địch, chiến tranh tâm lý và các đòn lừa địch mà trong binh thư Mỹ gọi là Covert and Deception Operation, gọi tắt là CND Operation. Đại tá Nghĩa nghe lệnh mà lầm thầm trong bụng, đây đúng là chiến tranh của người nghệ sĩ, không có tiếng kèn xung phong chứng kiến hàng hàng lớp lớp chiến xa, phi cơ trót cái chết vào đầu địch. Ngược lại, đó là chiến tranh chất xám, vũ khí là bộ óc sáng tạo, đấu trí với địch trong bóng tối. Mình giỏi thì nó chết, ngược lại dở hơn nó thì chết mà không có được một bằng tưởng lục, khó quá nhỉ mà cũng thú nhỉ. Sau một đêm ngủ mê vì quá mệt mỏi, đại tá Nghĩa thức sớm, mượn một chiếc xe chiếc của tổng hành dinh ra phố để thăm dân cho biết sự tình. Nhiệm vụ trước mắt đòi hỏi phải báo cáo ngay cho vị tân tư lệnh biết tinh thần binh sĩ, tinh thần dân chúng, tình hình tại Huế ra thế nào. Xe ra khỏi thành nội, nơi đóng bộ tư lệnh tiền phương, chạy ra phố chánh, chạy dọc sông Hương là đường Trần Hưng Đạo. Trước mặt, đây là phố buôn bán sầm uất nhất của Huế với khu nhộn nhịp là chợ Đông Ba. Trước đây, đại tá Nghĩa có dịp thăm viếng Huế nhiều lần. Hôm nay, ông ta cảm thấy mình đang chạy xe trong một thành phố xa lạ. Huế đẹp và Huế thơ thuở nào đã biến mất. Tiếng Đại Bác thỉnh thoảng vang lên ở xa là âm thanh sống động. Còn nơi đây có vẻ là đất chết. Lần lần đại tá Nghĩa ý thức được thực tế phũ phàng. Thành phố mến yêu này đang trong cảnh hấp hối. Thật là đáng buồn và đáng sợ làm sao khi đi trong một thành phố như thế. Nhà nhà đóng cửa có lẽ với tỷ lệ 98% từ thành nội đến ngoại thành. Dân chúng Huế đã quá kinh sợ những kỷ niệm đẫm máu của trận Mậu Thân. Họ sợ, họ quá sợ là khác. Có thể trong nhà đóng cửa đó còn có một người ở lại coi chừng, hay là chủ nhà chưa kịp chạy đi Đà Nẵng vì sợ tai nạn trước mắt do một số lính thất trận từ Quảng Trị chạy về biến thành cướp. Ngoài đường thỉnh thoảng một người hoặc một tốt vài ba người xuất hiện, không hẳn là lính vì quân phục không còn vẻ quân phục, nhưng cũng không phải là dân. Họ trông mệt mỏi với bộ mặt thiểu não, trâu không cạo, quần áo đầy bùn đất. Trong người họ chỉ còn chút sống động là đôi mắt, phần đông đôi mắt lờ đờ của những con chim bị đạn. Có đôi mắt hắt lên sự căm hờn, không biết căm hờn thua trận hay căm hờn cấp chỉ huy. Có đôi mắt trực lên ánh lửa giết người của bọn cướp, mà đúng là cướp thật. Đại tá Nghĩa nghe kể chuyện vừa mới hôm qua, một đại quý bị một chú biệt động quân chĩa súng vào bụng trấn lột đồng hồ ngay trên cầu mới bắc qua sông Hương. Cảnh đó đang diễn ra dài dài trong thành phố Huế. Không còn quan, không còn lính, không còn nhà nước, chỉ còn lại sự hỗn loạn, vô trật tự, vô kỷ luật của một thành phố sắp nếm mùi chiến tranh. Cái mùi mà dân Huế đã kinh tởm tột cùng 4 năm trước khi được quân Bắc Việt giải phóng trong Tết Mậu Thân. Thỉnh thoảng lại gặp một gia đình thường dân nghèo chạy loạn với đôi giống gánh, đựng đủ thứ đồ thập cẩm, quần áo, mền gối, nồi niêu son chảo. Điểm trên bức tranh quái đản đó là lửa và khói từ chợ Đông Ba cuộn lên nền trời xanh. Hiện chợ Đông Ba đang cháy mà không một ai buồn chữa lửa, vì đêm trước một đám lính vào cướp các cửa hàng trong chợ và cao hứng đốt luôn chợ cho hả giận, không biết họ giận gì. Chiến tranh là một trò đời. Khi bên mình thắng thì không biết bao nhiêu cảnh vui vẻ, từ vòng hoa có một thiếu nữ e thẹn, choàng lên cổ một anh chiến sĩ kiêu hùng, đến cảnh quân dân ta ôm hôn nhau thắm thiết, hoa giấy hoa thiên nhiên tung bay,
rồi tiếng xích thiết giáp hòa lẫn với tiếng rít của phi cơ treo hò hân hoan của hàng vạn cổ họng, thật là vui. Nhưng khi phe mình thua bỏ chạy, địch sắp kéo tới thì kinh hoàng làm sao? Nhất là kẻ địch là những bậc anh hùng có thành tích giải phóng Huế năm 1968. Và mới vài hôm trước đây trên quốc lộ 1, cảnh tàn sát lại tái diễn với quy mô lớn hơn giữa những người Việt có súng và người Việt chạy loạn. Dân Huế lo chạy để tìm cái sống. Đúng là người người chạy, nhà nhà chạy. Người ta chen nhau đạp nhau chạy đến nỗi một số xe đã lọt xuống hố tại đèo Hải Vân. Một nỗi sợ không biết từ đâu phát ra xâm chiếm mọi tâm hồn. Ai cũng sợ vì không biết ngày mai số phận của mình ra thế nào. Nhà còn không, vợ con còn không, bản thân còn nguyên vẹn hay là mất tay mất chân và nhiều cái nữa. Sự sợ hãi, sự hỗn loạn là một bệnh dịch lây lan nhanh chóng trong một thành phố hấp hối và làm tê liệt ý chí chiến đấu của những tay gan lì nhất. Trong bầu không khí đó, chỉ cần một tiểu đoàn người gầy nhom đội nón cối đi dép trâu xuất hiện tại Huế, có lẽ số phận của quân khu 1 đã được định đoạt kéo theo sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa và sụp đổ toan tính của cặp bài trùng Nixon Kissinger tìm một giải pháp trút lui danh dự cho Mỹ để giữ cái ghế tổng thống cho Nixon thêm một nhiệm kỳ nữa. Đại tá Nghĩa cảm thấy có cái gì nguy hiểm cho bản thân, mặc dù ông ta đang đi trong thành phố mà quân mình còn làm chủ. Một cái gì rần rợn có lẽ là sợ đang lần lần xâm chiếm ông ta, khiến ông ta vô tình đặt tay lên bá súng khẩu côn. May quá, tại góc đường Phan Bội Châu còn một chị bán thuốc thơm. Ông ta bảo tài xế dừng xe lại, bảo chị bán thuốc cho một gói thuốc thơm. Chị bán thuốc vừa thối tiền vừa xích xoa. Ơ kìa, sao ông đại tá còn ở đây? Cháu thấy mấy ông tá chạy về Đà Nẵng hết rồi. Lần này đại tá Nghĩa cảm thấy bị một cú đập mạnh vào đầu, cổ họng ông ta khô lại. Tuy nhiên, phản ứng tự nhiên có một quân nhân từng gặp nguy hiểm nhiều lần giúp cho ông ta giữ được bộ mặt bình tĩnh trong lúc tim đập mạnh. Với giọng nói cố giữ bình tĩnh nên gần như giả tạo, đại tá Nghĩa lớn giọng nói với chị bán thuốc. Này, chị nói ai vậy? Cháu nghe nói mà còn chính mắt thấy mấy ông lớn chạy về Đà Nẵng. Nghe nói Việt Cộng gần tới rồi, cháu bán sáng nay rồi chiều nay về Đà Nẵng bằng thuyền của bà con. Đại tá Nghĩa chỉ cho chị bán thuốc huy hiệu quân khu 4 đeo trên tay áo bên trái, nói thêm. Tôi cho chị biết, tôi là toán quân tiền phong từ quân khu 4 ra đây tiếp diện. Quân ta nhiều lắm, đông như kiến, sẽ ra đến Huế vài hôm nữa. Cho chị biết thêm là trong đoàn quân tiếp diện có nguyên một sư đoàn nhảy dù, cả mấy chục ngàn người. Để rồi chị coi, tụi tôi làm cỏ Việt Cộng, đuổi tụi nó về Bắc lấy lại quản trị, chứ làm gì Việt Cộng đụng tới Huế được, đừng chạy tốn tiền vô ích. Mới ngày đầu, đại tá Nghĩa đã không mất công sức đi một đường chiến tranh tâm lý, sau đó ngồi trên xe chạy đi. Ông ta nghĩ ngay lúc này chỉ còn có cái đoàn tuyên truyền xám hay là nói láo có vẻ như thật mới làm cho Huế lấy lại tinh thần, bỏ tâm lý chạy. Từ đó tái lập được trật tự mới mong đánh đấm được, bằng không thì chỉ biết giao số phận cho đánh tối cao. Ông ta lái xe ra vườn hoa ở bờ sông Hương, giao xe cho một tài xế coi chừng, một mình xuống bậc thạch ngồi nhìn phong cảnh như một người nhàn hạ. Sự thật, đại tá Nghĩa không ngắm cảnh đâu. Ông ta đến đây để cho những tư tưởng đối nghịch đang làm cho đầu ông ta nóng lên dịu mát bớt. Lời chị bán thuốc đã làm cho ông ta sợ. Đây là lần thứ nhì trong đời quân nhân, đại tá Nghĩa bị cái sợ dằn vặt. Lần đầu tiên biết sợ là khi còn là một thiếu úy mới ra trường, lần đầu đụng chạm với thực tế chiến trường, dần dần cái sợ cũng quen đi rồi biến mất lúc nào không biết. Lần này có lẽ ngoại cảnh hỗn loạn tuyệt vọng lớn quá, ông ta tự hỏi. Bọn nhát chạy hết, hay là tụi nó không hơn mình, tại sao mình ở lại đây để hứng đạn? Mình ở lại đây hy sinh liệu có thay đổi được tình hình không? Nếu bọn Việt Cộng tiến tới nữa thì mình chạy đi đâu? Mình là dân Sài Gòn không quen địa hình địa vật ở đây, nếu mình chết vợ con mình ra thế nào? Đại tá Nghĩa đã phì phà hết điếu thuốc thứ nhì hồi nào không hay. Ông ta đã chứng kiến cảnh mua quan bán chức ở hậu phương, muốn làm tỉnh trưởng chung bao nhiêu triệu, trưởng ty cảnh sát bao nhiêu triệu, trưởng ty quan thuế bao nhiêu triệu,
và nhiều chuyện nôn mỡ khác như báo chí gọi một ông tướng là quỷ tướng công. Đại tá Nghĩa chiến đấu không phải để bảo vệ những thứ bẩn thỉu đó mà ông ta đã phỉ nhổ không tiếc lời với bản thân. Nhưng cái gì làm cho ông ta đánh nhau chết thôi? Đó là cảnh dân miền Nam không chấp nhận sống cuộc đời nô lệ dưới ách cộng sản. Hay nói cách khác, chiến đấu để cho con người Việt Nam được quyền sống như con người tự do. Cái quyền mà ông ta cho là thiêng liêng nhất trong tất cả loại nhân quyền. Đại tá Nghĩa còn một cái yếu là ông ta thương người nghèo, nhất là người buôn gánh bán bưng. Ông ta cũng không hiểu tại sao thương những người này. Ông ta chiến đấu để hy vọng sau này hết chiến tranh, cuộc đời bất hạnh của người nghèo bớt bất hạnh hơn. Những tư tưởng thoáng qua trong đầu, đại tá Nghĩa nói lên cái yếu trong con người của mọi quân nhân. Ai cũng biết sợ trước nguy hiểm, ai cũng còn ích kỷ để mạng sống của vợ con lên bàn cân để cân với số phận của toàn thể một dân tộc. Đại tá Nghĩa tính đến chuyện có thể đào ngũ như bao nhiêu người yếu tinh thần khác, và ông ta có cái cớ là không thể bảo vệ sự thối nát lâu hơn nữa. Quẹt diêm đốt điếu thuốc thứ ba, trích một hơi dài. Bỗng ông chợt thấy trên đường, một người đàn ông có lẽ dân quản trị chạy loạn với đôi giống gánh đựng bao nhiêu thứ tạp nhạp, với đôi mắt tuyệt vọng thế nào trên một gương mặt mệt mỏi, cùng hai đứa bé đi theo, không thấy mẹ chúng nó đâu, có lẽ đã chết đâu đây trên đường chạy loạn. Bóng người đàn ông thất thiểu trên đường như lời nguyền rủa của Thượng Đế trước cái tâm độc ác của con người. Ánh mắt tuyệt vọng này đã ám ảnh đại tá Nghĩa trong bao nhiêu năm dài, có lẽ sẽ đeo đuổi ông ta mãi đến trọn đời. Cũng đôi mắt tuyệt vọng này khiến cho một luồng điện ở đâu đó không biết xẹt qua óc ông ta. Ba chữ tổ quốc, danh dự, trách nhiệm in trên mũ đại tá của ông ta nhập vào tiềm thức ông ta từ ngày ra quân trường, mà ông ta không ngờ lần này không biết là khói thuốc hay là dáng đi thất thiểu của người chạy loạn làm cho những chữ đó từ bộ nhớ trong tiềm thức vọt lên. Ông ta bỗng nhiên tự thấy xấu hổ với chính mình khi có những tư tưởng hèn yếu tội lỗi vừa rồi. Đại tá Nghĩa bất điếu thuốc đứng dậy lẩm bẩm. Mẹ, đánh đến chết thôi, hoặc tao chết, hoặc mày chết. Đại tá Nghĩa về Bộ Tư lệnh trình bày tình hình với Trung tướng Ngô Quang Trưởng và đề nghị một số biện pháp khẩn cấp để giữ trật tự cho Huế và giữ tinh thần cho quân nhân. Đài phát thanh truyền hình, những lời quân nhân và dân chúng truyền tai với nhau. Ông tướng trưởng là một người nghiêm khắc nhất về mặt kỷ luật, đừng giỡn mặt với ông ta. Đã có một số quân nhân đào binh vô kỷ luật cướp bóc bị bắt và bắn tại chỗ, hay đưa về tòa án quân sự mặt trận và đưa ra bắn liền sau khi tòa án kêu. Những quân nhân bỏ trốn về Đà Nẵng cũng có một số bị bắn. Đã có nhiều đơn vị ở Trung ương ra Huế tiếp viện, trong đó có quân dù quân ta bắt đầu phản công. Sự thật là những ngày đầu khi tướng trưởng đặt chân đến Huế, khi hỗn loạn và cướp bóc hoành hành dữ dội, chưa có một đào binh nào bị bắn, và hình như suốt cuộc chiến cho đến khi lấy lại quản trị, chưa có một quân nhân nào bị bắt và bắn liền. Quân tiếp viện thì chỉ có một sư đoàn dù, nhưng cả tháng sau mới tới quân khu 1. Tuy nhiên có những tay tỏ vẻ thông thạo tin tức đã quả quyết thấy lính dù có mặt ở Gia Hội, ở Kim Long, vân vân. Suốt mấy tuần đầu, đại tá Nghĩa đã tung ra đoàn đánh giặc bằng mồm trong sự lo âu hồi hộp không biết mặt trận tan vỡ lúc nào. Sự xuất hiện của những chiếc nón cối trên cầu Trường Tiền không biết lúc nào. May mắn cho tất cả mọi quân nhân trong Bộ Tư lệnh Tiền phương, cái xấu không xảy ra. Sư đoàn 1 và sư đoàn thủy quân lục chiến đã gan lì chịu đựng thêm được sự yểm trợ tối đa của không quân và hải quân Mỹ, và Tổng thống Nixon nhất định không thương thuyết trên thế yếu. Sự yểm trợ của không quân và hải quân Việt Nam, các đoàn tuyên truyền xám trong chiến tranh tâm lý bắt đầu có tác dụng, tâm lý sợ, ý muốn đào thoát về Đà Nẵng đã bớt đi. Kỷ luật quân đội, một thời xem thường đã được mọi quân nhân tôn trọng, binh sĩ rã ngũ từ mặt trận quản trị chạy về đã bằng lòng theo quân cảnh lên xe về trung tâm huấn luyện Văn Thánh, nơi ông tướng trưởng làm chỗ tập trung tàn binh của đủ mọi thứ binh chủng, tái huấn luyện và ghép vào đơn vị tân lập. Triệu chứng rõ nét nhất của sự ổn định tình hình tại một thành phố sát tiền tuyến là một số nhà đã bắt đầu mở cửa, số đó càng ngày càng tăng thêm. Mỗi ngày đại tá Nghĩa phấn khởi báo cáo với vị tư lệnh, hôm nay ước lượng 10% nhà mở cửa so với 8% hôm qua, vân vân.
đến khi sư đoàn dù ra Huế đầy đủ, cuộc sinh hoạt tại đây gần như trở lại bình thường. Sau này khi thấy những nhà ái quốc hải ngoại hăng tiết vịt đấu võ mồm với nhau, đại tá Nghĩa không ngăn được chửi thề: mẹ kiếp, phải các bố đem võ mồm về Việt Nam đấu với cộng sản thì hay biết chừng nào, đã tra thân ăn nhờ ở đậu nước ngoài vì mất nước mất nhà mà vẫn chưa biết nhục, vẫn hãnh diện với các tật chia rẽ, tay nào cũng vỗ ngực, chỉ có ta đây chống cộng, ta đây ái quốc, tất cả những thằng khác đều là cò mồi, trùi lăn vào nhau đấu võ mồm làm trò cười cho cộng sản và làm cho người bản xứ lẩm bẩm: đám này đều xưng chống cộng nhưng đánh nhau quá hăng, thảo nào mà không mất nước. Đại tá Nghĩa lần lượt thăm các thân chủ là những đơn vị trưởng mà ông ta có nhiệm vụ phối hợp công tác và nhờ sự giúp đỡ của họ, vì ông ta thực sự chỉ có hai bàn tay không và khẩu súng côn bên hông. Ông ta đi thăm đại tá Chu Văn Sáng, chánh sở một an ninh quân đội, đại tá Dương Quang Tiếp, giám đốc cảnh sát quân khu 1, trưởng đoàn công tác của đơn vị tình báo chiến trường 101 tại quân khu 1, đại tá Lê Văn Hai, chỉ huy trưởng đoàn công tác của nhà nghiên cứu tại quân khu 1, đại tá Phan Phiên, tham mưu phó chiến tranh chính trị, đại tá Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh hải quân vùng 1, đại tá Nguyễn Đức Khánh, tư lệnh sư đoàn 1 không quân. Mặt trận ổn định đã dần dần đưa đến sự thay đổi tương quan lực lượng khi vị tư lệnh chiến trường có thêm sư đoàn dù đầy đủ tại Huế, cộng thêm một liên đoàn biệt động quân, một thiết đoàn chiến xa M48 tối tân hơn M41, nhiều tiểu đoàn pháo tự hành 175 ly có tầm bắn xa tương đương với 122 ly và 130 ly của địch. Trên mặt trận phía Tây, các đơn vị sư đoàn 1 lần lượt tái chiếm các vị trí đã mất trước kia sau nhiều trận giao tranh đẫm máu. Nổi bật nhất là trận tái chiếm căn cứ Bastoni, nhờ chiếm lại các vị trí này mà Bộ Tư lệnh Tiền phương mới hết bị pháo kích. Ở mặt trận Bắc, quân Bắc Việt đã trở lại thế thủ và không ảnh cho thấy họ tổ chức các công sự phòng thủ vững chắc tại vị trí họ chiếm đóng từ sông Thạch Hãn đến sông Mỹ Chánh. Lực lượng phòng thủ ước lượng trên một quân đoàn chia làm hai bộ phận. Bộ phận tiền tuyến cỡ hai sư đoàn, sau một thời gian bị hao hụt trong tác chiến, bộ phận tiền tuyến lui về tuyến sau để cho hai sư đoàn khỏe lên thay. Trên mặt trận chỉ có giao tranh lẻ tẻ của bộ binh hai bên làm nhiệm vụ thám sát. Trận chiến chính yếu diễn ra giữa pháo binh đôi bên. Theo ước tính của phòng 2 Bộ Tư lệnh Tiền phương, số đạn hai bên trót vào trận địa của nhau như sau. Bên miền Nam, 60.000 quả trung bình mỗi ngày gồm đủ loại pháo trên bờ và dưới biển, chưa kể bom của không quân chiến thuật và phi vụ B-52. Phía Bắc Việt mỗi ngày bắn khoảng 100.000 quả trên một trận địa nhỏ hẹp như khu vực Quảng Trị. Hỏa lực pháo binh của đôi bên sử dụng thật là khủng khiếp và không kém một mặt trận nào trong đệ nhị thế chiến. Xin các bạn tiếp theo tập thứ 2.